trên mạng, nhất là trang các trang nước ngoài, thì tôi có thấy cái dịch vụ tượng mini này khá là hay, mà ở Việt Nam thì lại chưa có. Và trước giờ thì họ chỉ làm tượng để phục vụ cái việc là thờ này, hoặc là cho người rất là già, mà chưa có khái niệm là tượng để làm quà tặng. Thì tôi thấy là đây sẽ là một cái mảng mà được thị trường nó nhận, thế là tôi quyết định bắt tay vào nghiên cứu. Trước đây thì tượng thường được làm bằng cao hoặc là làm bằng một loại đất sét của Nhật Bản. Tôi thấy là cái độ bền của các loại vật liệu này ấy, nó không được tốt lắm, bởi vì rơi nó có thể sinh ra cái chuyện là vỡ. Thì sau một thời gian dài nghiên cứu thì là vật liệu nhựa này thì nó có ưu điểm rất là tốt, đấy là bắt màu tốt này, sau đó thì khi mà rơi ở cái độ cao vừa phải, độ 1-2 mét chẳng hạn, thì nó không vỡ.